Anh xin chào tất cả các bạn. Buổi học của chúng ta ngày hôm nay sẽ được bắt đầu với một số các cái quy tắc mà cái cách sử dụng và các cái cách biến đổi khi sử dụng những cái động từ mà có đuôi kết thúc và trên là việc và thi vật. Thế và một số các cái đuôi liên kết câu, liên kết giữa câu và liên kết cuối câu. Và sau đây thì chúng ta sẽ đi vào cái phần cụ thể đầu tiên. Xin mời các bạn theo dõi. Phần thứ nhất đó là những cái quy tắc sử dụng của động từ kết thúc bằng việc, tức là những cái động từ mà có phụ âm cuối, có bạc chim là việc. Quy tắc thứ nhất đó là khi sử dụng với phụ âm, xin lỗi các bạn, với nguyên âm, tức là khi bạc chim kết thúc với một cái đuôi đuôi câu và có liên kết với đuôi câu là nguyên âm đấy, thì trước mắt là cái việc nó sẽ biến mất, thế và cái nguyên âm đó nó sẽ chuyển thành nguyên âm u. Thế và có một cái trường hợp đặc biệt, đó là trường hợp của tục tà và cục tà. Tục tà có nghĩa là giúp đỡ và cục tà có nghĩa là đẹp. Nếu như kết hợp với nguyên âm a thì cái tục tà này sẽ biến thành tù à. Trước mắt các bạn thấy đó là cái việc này biến mất đi đúng không? Việc biến mất và nó sẽ kết hợp với nguyên âm a. Khi mà việc biến mất ấy, thì bên cạnh đó thì sẽ khi mà kết hợp với đuôi a o yo thì bao giờ nó cũng là ô, có thêm ô, thế và trường hợp này nó sẽ có thêm a nữa là tù a. Thế và còn cục tà thì việc biến mất và bên cạnh đó là cô a. Ví dụ như cái trường hợp của động của tính từ a rum tạp tà nghĩa là cũng có nghĩa là đẹp đúng không các bạn? Thế và khi mà kết hợp với đuôi a ơ yô thì nó sẽ có dạng là a rum tà wèo. Với trường hợp là cô mát tà tức là cảm ơn thì cũng như tương tự như vậy, việc biến mất và nó sẽ có dạng là cô mau wèo, cô mau wèo. Ơ rếp tà là khó. Thế và khi kết hợp với aoyo thì nó sẽ có dạng là ơ riêu quầy ồ. Các bạn có thể nhận thấy ra một cái quy tắc là sao? Thứ nhất là ví dụ như trong trường hợp của a đông tạp tà thì cái việc này biến mất này, thế và nó sẽ giữ lại nguyên tà tà, thế và kết hợp với u, thế và thêm ơ ơ ô này, ơ yô này nó chính là cái đuôi a ơ yô, cái đuôi mà kính trọng ở mức độ lịch sự và thân mật đó, thì là nó sẽ có cái dạng là a rưng tà quầy ở đây cũng như vậy. Cái cô mát tà này thì việc biến mất còn lại là ma, thế và thêm chữ u và kết hợp với ơ yô, trường hợp này cũng tương tự như vậy. Đó là cái quy tắc biến đổi của cái những cái động từ hay là tính từ mà có kết thúc bằng việc. Trường hợp thứ hai cũng là động các cái động từ hoặc tính từ kết thúc có cái đuôi kết thúc và có bắt chim là việc, thì các bạn có thể thấy những cái ví dụ cụ thể như như sau. Văn gấp tà có nghĩa là rất là hân hạnh hay là vui mừng, ví dụ như là văn na sơ văn gấp sừng nhì tà. Các bạn đã học được câu này rồi đúng không? Man na sơ phán cấp xin gì ta, hay là man na sơ phán cao hoài o, phán cao hoài o. Việc biến mất còn lại a và thuở thêm đuôi wayo, phán cao hoài o là rất vui mừng hay là rất là hân hạnh được gặp anh hay chị. Trường hợp tiếp theo, chụp tà là lạnh. Thế và khi mà biến đổi thì nó sẽ là mất đuôi, mất đi cái việc và thêm ơ yô vào đây. Tại vì trường hợp này cái chu này nó đã có sẵn cái nguyên âm u ở đây rồi, thành ra là các bạn không phải như các cái trường hợp khác là thêm một u nữa, không phải thêm một u ở đây nữa rồi mình như này. Thế thế mà chua ở vì nó đã có sẵn cái u ở đây rồi,
Thế cho nên là các bạn không cần đến cái u này nữa. Xóa nó đi. Và trường hợp thứ ba là thập tà, có nghĩa là nóng. Thập tà, nóng. Thế và thì biến đổi sang thì nó sẽ là thầu ấy. Tiếp theo, tục tà thì nó sẽ là toa chu tà. Toa chu tà ở đây thì có, tôi đã có ghép thêm cả một cái cấu trúc nữa là cấu trúc ao chu tà, có nghĩa là cho. Thế, tức là giúp cho ai cái việc gì đó. Bình thường như ban nãy chúng ta lấy ví dụ thì nó chỉ có là tô ayo thôi đúng không các bạn? Nhưng mà bây giờ vì là có thêm cái đuôi có chu tà ở đây nữa thì cho nên là toa chuo, toa chu tà. Một từ nữa đó là đẹp cục tà, cục tà. Cô ayo, cô ayo, cô ayo. Cái từ này thì thường cũng không được sử dụng nhiều lắm. Thế nhưng mà khi người ta thường sử dụng khi mà để khen một cái người phụ nữ lớn tuổi chẳng hạn, trong trường hợp đó thì người ta thường dùng cái từ từ cục tà, có nghĩa là đẹp. Thế nhưng mà cái đẹp, một cái đẹp thì đấy mà nó trang nhã, mà dùng một cách trang trọng ấy thì chúng ta dùng cái từ cục tà này. Thế và các bạn đến đây thì đã biết được cái cách sử dụng, cái cách biến đổi của các cái tính động từ mà có bát chin là biệt rồi. Và khi kết hợp với nguyên âm thì biến đổi như thế nào các bạn đã biết rồi. Thế nhưng bây giờ chúng ta sẽ đặt ra một cái câu hỏi là nếu như mà kết hợp với những cái từ đằng sau nó là phụ âm thì sao đúng không các bạn? Thì trong những cái trường hợp này nếu như nó là phụ âm thì chúng ta cứ để nguyên, không có gì biến đổi cả. Ví dụ như là hắn cấp tà thì các bạn sẽ để nguyên là hắn cấp sừng nì tà. Ví dụ như là thêm vào đấy cái đuôi sừng nì tà chẳng hạn thì chúng ta cứ để nguyên là hắn cấp sừng nì tà. Tôi sẽ viết ở đây cho các bạn dễ hình dung. Hắn cấp sừng nì tà, đó tức là khi kết hợp với sừng nì tà, cái đuôi ở dạng kính trọng nhất ý, thì nó sẽ có dạng là hắn cấp sừng nì tà, hiệu vẫn để nguyên và kết hợp thẳng với cái đuôi sừng nì tà. Thế còn ví dụ như là chục tà, chục tà thì cũng kết hợp với cái sừng nì tà chẳng hạn thì nó sẽ là chục sừng nì tà. Nan siga chục sừng nì tà, trời thời tiết rất là lạnh. Nan siga chụp sừng gà. Thế còn thập tà cũng như vậy. Nan siga thập sừng gà, đúng không các bạn? Nan siga thập sừng gà, trời rất là nóng, thời tiết rất là nóng. Và thập sừng gà, còn đây là cột sừng gà. Đó là những cái trường hợp mà khi chúng ta kết hợp với cái đuôi, cái từ đằng sau là phụ âm thì nó hiệp sẽ không có gì biến đổi cả. Và bây giờ là một số những cái ví dụ cụ thể đối với trường hợp sử dụng cái đuôi, những cái từ có đuôi kết thúc là hiệp. Các bạn đọc cùng tôi nhé. Nan shika thawaso hatae kayo. Nan shika thawaso hatae kayo. 풍경이 아름다워요. 풍경이 아름다워요. 그 아가씨의 피부가 정말 고아워요. 그 아가씨의 피부가 정말 고아요. 숙제가 너무 어려워서 오빠가 도와줬어요. 숙제가 너무 어려워서 오빠가 도와줬어요. 한국어는 쉬워요. 한국어는 쉬워요. Các bạn chú ý là khi chúng ta đọc, khi các bạn đọc thì chúng ta có thể ngắt ở giữa câu. Thế nhưng với điều kiện là phải ngắt khi nó đã hết, các bạn phải đọc cái từ đó, cái từ và
gọi là các cái phó từ hay là phụ từ đứng đằng sau, hay là các cái cấu trúc liên kết đứng ngay đằng sau cái động từ hay tính từ hay danh từ đó thì chúng ta phải đọc gắn liền với nhau. Ví dụ như Nancy ca, tức là ca nó là cái phụ tố để bổ ngữ cho, để nó chỉ ra rằng Nancy là chủ ngữ trong câu, đúng không các bạn? Thì các bạn chúng không thể đọc là Nancy xong rồi ca xong thờ sơ được, mà nếu như chúng ta có ngắt thì phải ngắt ở đây Nancy ca thờ sơ pata e kayo pata e, chứ không đọc là pata xong rồi e kayo. Thế thì mình nói, nhưng mà nếu mà các bạn nói như vậy thì là người Hàn ta sẽ không hiểu cái gì cả. Tương tự như vậy thì ở đây cũng như vậy là phungkyeongi arumdaeyo, từng từ một chúng ta có thể ngắt trong câu, ngắt giữa câu, thế nhưng phải ngắt khi kết thúc một từ hay kết thúc một cái cụm từ hoặc là một cái cấu trúc ngữ pháp nào đó. Hoặc là kuakasie pibuka chongmal kuayo đó, sukjega nomu oryoweso opaka doajuseyo, hangukkeoneun suyoyo. Đó là tôi nhắc các bạn một chút về cái quy tắc đọc. Bây giờ tôi sẽ xóa hết những cái này đi. Đây toàn là những cái từ ngữ mà nó không khó và các bạn cũng đã gặp nhiều rồi trong các cái ví dụ của chúng ta rồi, đúng không? Vì vậy mà có lẽ là các bạn cũng đã hiểu được nghĩa của nó rồi. Nancy ka, Nancy là thời tiết đúng không các bạn? Nancy ka, thời tiết. Thầu sơ vì là thời tiết nóng, vì là trời nóng, thế cho nên là pada kayo, như bức tranh đằng sau mà các bạn đã đang nhìn thấy ở trên trên màn hình. Vì trời nóng thì cho nên là chúng ta đi ra biển, pada kayo. Phungkyeongi arumdaeyo, phungkyeong là phong cảnh, phong cảnh. Phungkyeong là phong cảnh. Các bạn thấy là nó cũng hơi giống cái âm của tiếng Việt chúng ta đúng không, một từ xuất phát từ tiếng Hán, arumdaeyo. Thế còn thế và đây ví dụ như nếu như đây là các bạn nói với một người lớn tuổi hơn, một người tương đương với tuổi ông hay là tuổi cha chúng ta chẳng hạn, thì chúng ta sẽ dùng cái mức độ kính trọng cao nhất là momosunita đó, thì chúng ta sẽ biến đổi như thế nào các bạn? Như tôi đã vừa mới lấy ví dụ rồi, phungkyeongi arumdaepsseumnida đúng không, arumdaepsseumnida. Thế và ví dụ tiếp theo, kuakasiu tibuga chongmal goayo goayo. Akashi là cô gái, các bạn đã biết rồi đúng không ạ? Akashi một nói về một cái cô gái, một thiếu nữ mà chưa lập gia đình, chưa kết hôn. Và pibu là da, da của cô gái đó. Chongmal là thật là đẹp, goayo thật là đẹp, da làn da của cô gái đó thật là đẹp. Ví dụ tiếp theo,숙제가 너무 어려워서, 숙제가 너무 어려워서 오빠가 도와줬어요. 숙제 là bài tập đúng không? 너무 어려워서 là bài tập khó quá, thế cho nên là anh tôi đã giúp đỡ. 오빠가 도와줬어요, 도와줬어요 giúp đỡ. Và 한국어는 쉬워요, 한국어는 쉬워요. Tiếng Hàn Quốc thì rất là dễ, cịp. Thế và các bạn thử biến đổi nó sang cái trường hợp mà kết thúc với cái trường hợp mà kết hợp với cả phụ âm xem nào. Cịp đúng không các bạn? Cịp mà cịp. Đó là những cái ví dụ trong trường hợp sử dụng cái đuôi, sử dụng và cái cách biến đổi của mặt chim biếc. Thế và tiếp theo tôi sẽ giới thiệu với các bạn cái cách biến đổi của những cái động từ mà kết thúc bằng thiệt. Sẽ có một số những cái trường hợp theo quy tắc
và có một số trường hợp lại đặc biệt, tức là bất quy tắc của bất quy tắc. Bởi vì bản thân cái việc các cái động từ mà có kết thúc bằng tiêu diệt này nó đã có cái biến đổi không bình thường rồi, nó đã là một cái bất quy tắc rồi. Trong những cái trường hợp bất quy tắc đó, nó lại có thêm những trường hợp bất quy tắc nữa. Thế cho nên là chúng ta cần phải ghi nhớ và các bạn phải học thuộc, phải luyện tập nhiều để cho nó nhớ. Khi kết hợp với các cái nguyên âm thì tiêu diệt sẽ biến mất và thay vào đó sẽ là chữ liền. Ví dụ cụ thể như là trường hợp cợt tả, các bạn thấy có thi vịt là bạt chim kết thúc đây đúng không, cợt tả, thế và với cái nghĩa là bước hay là đi bộ đó, đi bộ thì là người ta nói là người ta gọi là cợt tả. Thế và khi kết hợp với đuôi a ơ yô thì nó sẽ có dạng là cờ đời ồ. Thi vịt biến mất và thay vào đó là liệt liền. Thế và kết hợp với a ơ yô thì nó sẽ có dạng là Kuroyo. Eki ga kuroyo. Đứa bé đang đang tập bước chẳng hạn. Đó, ví dụ. Thực ta có nghĩa là nghe. Thế và trong trường hợp này cũng tương tự như vậy, nó biến đổi thành Turoyo. Các bạn nên đọc theo tôi nhé. Mỗi khi tôi đọc thì các bạn cũng nhầm, đọc theo. Và mục ta là hỏi. Thế mà nó cũng có dạng tương tự như các cái trường hợp trên là mu rời o. Các bạn nhớ là chúng ta không đọc là mu ơ yô hay là tư ơ yô hay là cơ ơ yô, mà chúng ta luôn luôn phải luyến cái liền này lên, bởi vì là đằng sau nó không có phụ âm đầu mà nó chỉ là nó bắt đầu nó tiếp nối luôn bằng một cái nguyên âm là nguyên âm ơ, thì cho nên là chúng ta phải đọc luyến cái liền lên là từ r yo. Thế tức là khi viết thì chúng ta viết như thế này, thế nhưng mà khi đọc đó thì chúng ta sẽ phải đọc như thế này các bạn, từ r yo. Thế còn đây là mu r yo, và trường hợp này là cơ yo. Các bạn hãy nhớ là đây chỉ dùng cho, tôi chỉ viết cho các bạn để các bạn nhớ cái cách đọc thôi, còn khi viết thì chúng ta phải viết như thế này, nguyên văn như thế này. Thế và có một cái trường hợp đặc biệt như tôi đã nói với các bạn ban nãy, đó là bất quy tắc của bất quy tắc đó, thì đó là tạc tà. Và tạc tà thì nó sẽ bất quy tắc, tức là nó sẽ không biến đổi như cái như trên, như theo như cái quy tắc vốn có của nó, tức là nó vẫn để nguyên cái thi thực, nó không bị biến mất đi, nó cũng không biến thành liền mà nó sẽ còn nguyên là tạt. Thế và khi kết hợp với đuôi a ơ yô thì nó sẽ có dạng là tạt tài ồ. Trường hợp này cũng như vậy các bạn, khi có cái thi thực ở dưới này và đằng sau nó là một nguyên âm chứ không có phụ âm đầu, thế cho nên là khi đọc chúng ta cũng phải luyến cái thi vật này lên, thì chúng ta đọc là tatayo. Các bạn nhớ nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái ví dụ cụ thể như sau. Các bạn đọc cùng tôi nhé. Tal mulaso murobasumnida. 운동하려고 해서 걸어가요. 운동하려고 해서 걸어가요. 그 노래를 많이 들었어요. 그 노래를 많이 들었어요. 바람이 있어서 문을 닫아주세요. 바람이 있어서 문을 닫아 주세요. 바람이 있어서 문을 닫아 주세요. Tôi đã cố tình đọc ngắt quãng từng cụm từ để cho các bạn dễ nghe, thì xong sau đó thì là đọc liền một mạch cả câu. Khi mà tập thì các bạn cũng nên tập như vậy. Chúng ta đọc từng cụm từ trước, thì xong sau đó khi đã nhuần nhuyễn cái đọc từng cụm từ rồi thì chúng ta đọc nối liền nó lại để cho thành một cái câu liền mạch.
Về nghĩa thì các bạn mời các bạn xem, đó là 잘 몰라서 물어봤습니다. 잘 몰라서 là gì? 몰랐다, 몰랐다. Các bạn có nhận ra đây là động đờ, là động từ gì không? Đó là 모르다. 모르다 có nghĩa là không biết. Thế và khi nó biến đổi kết hợp với cái đuôi a ơ sơ vì thì nó đã biến đổi thành 몰라서. 잘 몰라서 vì là tôi không biết, tôi không biết rõ cái gì cả. Thế cho nên là tôi đã hỏi 물어봤습니다. 물어봤습니다. Cái trường hợp đây chính là cái trường hợp ban nãy mà các bạn đã học rồi. 묻다. Thế nhưng mà biến đổi là mất bỏ thì việc biến mất, và thay vào đó là có liền thêm cái đuôi ơ. Thế và tôi lại kết hợp thêm với một cái cấu trúc nữa là ao và ao puta đó. Ao puta có nghĩa là thử làm cái gì đó. Mudo và sunita vì không biết thì cho nên là tôi đã thử hỏi. Undong hariyoko haeseo geureogayo. Undong hariyoko haeseo undong hariyoko hata momo hariyoko hata là định làm một cái việc gì đó. Và undong là gì các bạn? Undong là tập thể dục. Vì định tập thể dục, vì muốn tập thể dục, thế cho nên là tôi đã đi bộ. Geureogata. Geureogata. Geureogata chúng ta vừa mới học xong là đi bộ đúng không? Là bước. Thế và khi kết hợp với cái đuôi ơ đằng sau thì nó sẽ biến đổi thành gờ. Thế và tôi kết hợp thêm với cái từ kata nữa là thành đi bộ. Đây là một cái động từ đi bộ hoàn chỉnh. Geureogata. Geureogata. Các bạn nhớ nhé. Thế và ví dụ tiếp theo. 그 노래를 많이 들었어요. 그 노래를 많이 들었어요. Tôi đã nghe cái bài hát đó rất là nhiều. 노래 là bài hát, 그 노래 là bài hát đó. 많이 nhiều. 들었어요. 듣다. Cái từ chính là cái từ mà ban nãy các bạn đã học rồi đấy. 듣다. Thế và khi kết hợp với cái đuôi quá khứ át ớt thì nó sẽ biến đổi thành 들었어요. Ví dụ tiếp theo. 바람이 있어서 바람이 있어서 문을 닫아 주세요. 바람 là gió. Vì là có gió. Thế cho nên là xin hãy đóng cửa vào cho. 문을 닫아 주세요. Cái tạc tà và kết hợp với a ơ chu tà làm gì cho đó. Tạc tà chu sẻ trời có gió, thành ra là đóng cửa lại cho tôi. Đó là những cái ví dụ của cái trường hợp sử dụng với những cái động từ hay là tính từ mà có kết thúc bằng một cái phát chim thiệt. Và bây giờ thì chúng ta tiếp tục sang một cái cấu trúc ngữ pháp khác. Đó là momo chio. Chio đây là một cái cấu trúc dùng ở đuôi câu. Thế và trong tiếng Việt thì chúng ta thường chúng ta thường có thể dịch ra là chứ hay là nhỉ. Thế và cái cấu trúc này thì dùng trong những cái trường hợp là câu hỏi, thế nhưng không nhất thiết cần phải có câu trả lời của người đối diện. Bởi vì cả khi mà chúng ta dùng trong những trường hợp mà cả người nghe và người nói đều biết rõ về một cái sự việc nào đó rồi, thế nhưng người ta hỏi lại chỉ là để khẳng định lại cái câu nói của người ta, hay là để tìm cái sự đồng tình của người đang nói chuyện với mình. Ví dụ như là tôi biết là ngày hôm nay là có buổi học rồi, thế nhưng tôi vẫn nói với bạn tôi là sáng nay có buổi học đúng không nhỉ? Đó, thế thì có thể bạn có thể trả lời hoặc cũng có thể không. Ví dụ như trong những cái trường hợp như vậy thì chúng ta dùng chio. Thế và để hiểu rõ hơn thì các bạn đi vào những cái ví dụ như sau. 제 말이 잘 이해하셨죠? 제 말이 잘 이해하셨죠? 네, 이해했습니다. Mình cái này nó bị rất là khó kể, tôi sẽ xóa đi. Thế và
các bạn đọc đã nhé. 내일 수업이 없지요. 내일 수업이 없지요. 일요일에 당연히 없지요. 일요일에 당연히 없지요. 월급을 받으면 뭐 할 거예요? 월급을 받으면 뭐 할 거예요? 어머니께 드리죠. 어머니께 드리죠. 아, đối với cái ví dụ thứ nhất thì 제 말이 잘 이해하셨죠? 제 말이 말 là lời nói đúng không các bạn? Lời 제 là đại từ sở hữu, 저의 đó. Trường hợp này là 저의 của tôi, lời nói của lời của tôi. 잘 이해하셨죠? Anh đã hiểu rõ, hiểu kỹ cái lời nói của tôi đúng không? 잘 là kỹ hay là rõ. Và 이해하다. 이해하다. 이해하다 có nghĩa là hiểu. 이해하다. Thế và bởi vì là đây tôi kết hợp với cái si để tỏ sự kính trọng với người đối diện, thì cho nên là nó đã có dạng là 이해하셨죠. Có vẻ như là người nghe mình đã hiểu cái câu nói của mình rồi. Thế nhưng mà theo thói quen hay là để khẳng định lại cái điều đó thì chúng ta vẫn thường hỏi người đối diện là hiểu rồi, anh hiểu lời của tôi rồi đúng không? Anh hiểu tôi nói gì rồi đúng không? Đó, trong những trường hợp như vậy thì các bạn dùng 치요. Nó là 치요. Thế nhưng mà khi đọc ấy thì người ta, ban nãy tôi đã đọc rất là chậm để cho các bạn dễ nghe, thì là nó rõ ràng là 치요. Thế nhưng mà khi thường người Hàn thì người ta nói nhanh lên thì người ta nói 치요, 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 tức là có thể viết tắt như thế này. Chúng ta trong một số trường hợp sau này các bạn học nhiều lên thì các bạn sẽ khi đã quen với các cấu trúc rồi thì các bạn có thể viết tắt là 치요, là tức là khi đọc người ta cũng đọc luyến như thế này, và khi viết viết thì người ta cũng viết theo cái cách đọc luôn. Là như vậy. Tôi trả lời là 네 이해했습니다. 네 이해했습니다. Vâng, tôi đã hiểu rồi. Tôi đã hiểu rồi. 이해했습니다. Ví dụ thứ hai. 내일 수업이 없죠. 내일 수업이 없죠. Nên là ngày mai đúng không các bạn? Ngày mai không có buổi học đúng không? 수업이 없다, không có buổi học. 수업이 없죠, không có buổi học đúng không? 일요일에 당연히 없죠. 일요일, 일요일 là chủ nhật đúng không? Các bạn chú ý cái chữ này bởi vì nó có nhiều liền quá, thành ra là chúng ta đọc hơi khó. Thì các bạn nhớ là luyến cái liền này lên yo là y rio il. Thế và liền đằng sau nó lại là e nữa, thì chúng ta lại luyến cái liền này sang cái e này là re, tức là i rio i re. I rio i re thằng nhân y học chiều, thằng nhân y là đương nhiên, đương nhiên là không có chủ nhật thì đương nhiên là không có buổi học rồi. Đấy là trước những cái sự việc đương nhiên như vậy thì chúng ta cũng thường dùng cái đuôi câu, cái đuôi chiêu này. Thế và sang ví dụ thứ ba. 월급을 받으면 뭐 할 거예요? 월급을 받으면 뭐 할 거예요? 월급 là lương, lương các bạn ạ, lương tháng. 받으면 là nếu mà nhận được lương thì anh sẽ làm gì? 뭐 할 거예요? 뭐 할 거다 là làm. Mua hàng, nếu như biết đầy đủ thì đây phải là muốn sư hát tả là làm gì. Thế nhưng mà đây trong nhiều trường hợp thì người ta viết tắt thành mùa, hoặc là thêm một liền ở dưới nữa là mùa hàng cười đó. Ở mơ nì kê từ đi chiều. Nếu mà nhận được lương thì bạn sẽ làm gì? Tôi đương nhiên là tôi sẽ phải đưa cho mẹ tôi. Omani là mẹ. Thế và bình thường nếu như là một cái người bình thường ấy, người người
ngang tuổi các bạn hoặc là hơn ít thôi thì chúng ta có thể dùng từ ike. Ike cũng là đưa cho ai hay là với ai, thì là chúng ta có thể dùng ike. Thế nhưng mà trong trường hợp này tôi đã dùng ke, bởi vì đây là cái cách kính trọng cao nhất, cái cách tỏ ra là kính trọng thì là khi mà dùng với mẹ, những người lớn khi nói với mẹ, bố mẹ bao giờ người ta cũng dùng những cái cách kính trọng cao nhất thì là omonike. Thế hoặc là kyosunimke, kyosunim là giáo sư đúng không các bạn, hay là sonzenimke hay là thầy cô giáo. Thế và tudichio, tudita, tudita, tôi viết lên đây cho các bạn nhìn rõ. Tudita nguyên dạng của nó là tudita, đưa cho ai. Thế nhưng nếu như trong những cái trường hợp bình thường là người ngang hàng mà chúng ta không cần lịch sự thì chúng ta có thể dùng từ chuta, tức là cho hay là đưa cho ai cái gì đó. Thế nhưng nếu là kính trọng thì chúng ta sẽ phải dùng từ tudita, tudita, tudichio, tôi sẽ đưa cho mẹ tôi. Tôi sẽ phải xóa hết những cái này đi. Thế và chúng ta sẽ chuyển sang một cái cấu trúc ngữ pháp khác, đó là momo uro. Momo uro có nghĩa là bằng hay là bởi, hay là khi nói về một cái phương tiện hay là một phương hướng cách thức nào đó. Cái uro này nó được dùng trong rất nhiều trường hợp, ngay như cái nghĩa tiếng Việt bên cạnh tôi ghi ra các bạn cũng thấy đúng không, nó có thể dùng được linh hoạt trong rất là nhiều trường hợp. Ví dụ như bằng, bởi, đi bằng gì, bởi hay là bởi ai đó, bởi cái gì đó, làm bởi cái gì đó, hay là phương tiện, ví dụ cũng tương đương với cả đi bằng gì, ví dụ đi bằng ô tô thì là charo, đi bằng xe máy là otobairo kata, hay là đi bằng tàu điện ngầm chẳng hạn, chihacharo kata. Thế hay là phương hướng là đi về một cái, khi mà đi về một cái hướng nào đó thì người ta cũng dùng cái uro, một uro này đặt sau cái mục đích, cái phương hướng mà người ta định đi. Ví dụ như là đi về Seoul chẳng hạn là solo cái, tức là đi về Seoul. Thế và cách thức là làm việc gì đó theo bằng một cái dưới dạng, một cái cách thức nào đó, dưới hình thức nào đó thì chúng ta cũng dùng momo uro. Những cái đó thì chúng ta sẽ có những cái ví dụ cụ thể để các bạn dễ hiểu hơn. Thế còn về quy tắc sử dụng thì khi kết hợp với cái từ đằng sau nó là một nguyên âm thì nó sẽ là ro. Thế và khi kết hợp với một từ đằng sau nó là phụ âm thì nó sẽ là uro, tức là chỉ thêm cái chữ ư này vào đằng trước ro thôi. Các bạn đi vào ví dụ cụ thể nhé. Otiro gamnika, otiro gamnika, hwesaro gamnida, hwesaro gamnida. Muosuro chulgunhaseyo, muosuro chulgunhaseyo. Busuro gayo, busuro gayo. Hanguk saramdo sutgarakwa jeotgarakuro babul mokjyo. 네, 맞습니다. Các bạn đọc lại ví dụ này một lần nữa. 한국 사람도 숟가락과 젓가락으로 밥을 먹죠. 네, 맞습니다. 이 음식을 무엇으로 만들어요? 이 음식을 무엇으로 만들어요? 쌀로 만듭니다. 쌀로 만듭니다. 그 책을 영어로 씁니까? 그 책을 영어로 씁니까? 아니요, 한국말로 써요. 아니요, 한국말로 써요. 자, chúng ta sẽ xem xét các cái ví dụ này. Otiro gamnika, anh đi về đâu đấy, anh đi đâu đấy. Ro đứng đằng sau cái đại từ chỉ địa điểm, otiro.
회사로 갑니다. 회사로 갑니다. Tôi đi về công ty. Thế và 무엇으로 출근하세요? 무엇으로 출근하세요? 출근하다 có nghĩa là đi làm. 무엇으로 là bằng gì? Anh đi làm bằng gì? 버스로 가요. 버스로 가요. Tôi đi bằng xe buýt. 버스 là xe buýt. Thế và nếu như nói là tôi đi bằng tàu điện ngầm thì sao? 지하철로. 지하철로. 지하철로 갑니다. Hay là 차로 갑니다. Thế và nếu ở Việt Nam thì là gì nhỉ? Ô tô bay rồi. Ô tô bay rồi cảm nhận. Thế và ví dụ thứ ba, Hàn Quốc xà lan đồ xuất cà ra qua xuất cà ra qua chất cà ra kro bắp bơ mực chiều. Hàn Quốc xà lan, người Hàn Quốc thì cũng ăn cơm bằng thìa và bằng đũa có phải không? Xuất cà ra là thìa và chất cà rắc là đũa. Xuất cà rắc qua chất cà rắc rồ. Các bạn thấy là vì là đây, tôi sẽ xóa cái này đi. Vì đây nó là chất cà rắc kết thúc bằng 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 kiểu, thế cho nên là nó đã phải thêm cái đuôi euro vào đây. Hapul mực chiều. Nè mặt smita có nghĩa là gì nhỉ? Vâng, đúng rồi, đúng như vậy. Ví dụ tiếp theo, 이 음식을 무엇으로 만들어요? 이 음식을 무엇으로 만들어요? 이 음식을 음식 là gì các bạn? Món ăn. Cái món ăn này thì làm bằng gì thế? Làm 무엇으로 làm bằng gì? Thế và 만들다 là động từ làm, như tôi đã từng giới thiệu với các bạn rồi, hoặc nó thường dùng cho những cái trường hợp mà làm ra một cái sản phẩm hay là ra một cái gì đó, thì tạo ra một cái gì đó thì người ta dùng cái từ 만들다. 이 음식을 무엇으로 만들어요? 쌀로 만듭니다. 쌀 쌀 là gạo. 쌀로 만듭니다. Cái món ăn này làm từ gạo. Thế và ví dụ tiếp theo. 그 책을 영어로 씁니까? 그 책을 영어로 씁니까? 영어 là tiếng Anh đúng không bạn? Cái quyển sách đó được viết bằng tiếng Anh có phải không? 아니요. 한국말로 써요. 한국말, 한국말로 viết bằng tiếng Hàn Quốc. 쓰다. Có trong trường hợp này, 쓰다 là viết. Các bạn còn nhớ không? 아니요. 한국말로 써요. Không, nó được viết bằng tiếng Hàn. Đó là cái cách sử dụng của cái cấu trúc là mô mô ư rồ. Cái cấu trúc tiếp theo mà ngày hôm nay chúng ta sẽ học đó là mô mô ư miên. Ư miên dịch sang tiếng Việt là nếu thì. Nếu thì tôn nhị sư miên phín lia chú xèo. Tôn nhị sư miên phín lia chú xèo. 바쁘지 않으면 나랑 쇼핑 가요. 바쁘지 않으면 나랑 쇼핑 가요. 공부가 끝나면 전화하겠습니다. 공부가 끝나면 전화하겠습니다. 이해하지 못하면 설명하겠습니다. 이해하지 못하면 설명하겠습니다. 비싸면 못 사요. 비싸면 못 사요. Và bây giờ chúng ta sẽ xem xét nghĩa của những cái ví dụ này. Tôn nhị sư miên phí lê chú xèo. Tôn là tiền. Tôn nhị sư miên. Nếu mà có tiền thì phí lê chú xèo. Phí lê tà. Pilita có nghĩa là vay hay là mượn. Nếu như mà có tiền thì xin hãy cho tôi vay. Pilia chuseo.
là kết thúc vừa cái Pilita này, tôi đã kết hợp với cái Ajuda là cho vay, cho mượn. Cái ví dụ tiếp theo, 바쁘지 않으면 나랑 쇼핑 가요. 바쁘지 않으면 나랑 쇼핑 가요. 바쁘다 là bận đúng không các bạn? Thế còn từ trái nghĩa với baputa là gì nhỉ? Rảnh rỗi. Rảnh rỗi là gì các bạn? Hanga hata. Hanga hata. Không là không thì gì nhỉ? Shigani itta là gì? Có thời gian. Shigani itta. Narang shopping kayo. Shopping kata. Shopping kata đấy, đây chính là cái từ mà xuất phát từ tiếng Anh đó, là đi shopping, đi chợ. Những một cái thú vui của các chị em phụ nữ. Narang shopping kayo. Narang. Rang này là cái cấu trúc là và với, đi với tôi, đi shopping với tôi. Thì đây là cái cách nói thường dùng trong trong lúc nói thôi, còn lúc viết thì người ta sẽ không dùng cái từ này. Khi kết hợp với một từ mà đằng trước nó là phụ âm thì nó sẽ là y y thế và y rằng. Thế còn nếu như kết hợp với nguyên âm na này thì để nguyên âm a thì nó sẽ kết hợp thẳng với rang thôi, nó không cần phải y. Nếu như đằng trước nó là một phụ âm thì các bạn phải thêm y vào là đi với hay là làm gì với ai. Narang shopping kayo, đi shopping với tôi nếu mà không bận. Không công bu ca kết làm nhân công bu là học đúng không các bạn? Công bu hai tà là gì nhỉ? Học nhưng ở dạng động từ. Thế và ở đây công bu không thì nó dưới dạng là danh từ. Nếu mà kết thúc cái việc học, chúng ta tà kết thúc. Nếu mà học xong ấy thì tôi sẽ gọi điện cho hoa cái sừng người ta. Đây là câu nói của chủ ngữ. Tiếp theo, Ihe hachi mot tamyeon, seolmyeong hagaesseumnida. Ihe hachi mot tamyeon, seolmyeong hagaesseumnida. Ihe hata là hiểu. Thế và Ihe hachi mot tamyeon, momo ha, momo chi mot tamyeon là không thể làm được cái việc gì đó. Nếu như không thể hiểu được thì tôi sẽ giải thích cho. Seolmyeong hata, seolmyeong hata có nghĩa là giải thích. Nếu như anh không hiểu được thì tôi sẽ giải thích cho anh. Pisamyeon motsayo. Pisamyeon motsayo. Pisata là đắt. Thế và Pisamyeon motsayo, nếu như mà đắt thì sẽ không mua được. Đó là những cái ví dụ của cấu trúc mà mua ư miên. Một cái cấu trúc tiếp theo mà chúng ta sẽ học ngày hôm nay đó là mùa mua ư liên cật xì đà. Mùa mua ư liên cật xì đà. Sẽ làm một cái gì đó, sẽ làm một cái việc gì đó. Nếu khi kết hợp với một động từ hay tính từ là nguyên âm thì nó sẽ có dạng như sau, các bạn xem ở đây. Ư mùa mua tức là sẽ không có cái ư đằng trước mà nó sẽ kết hợp thẳng với liền, kết hợp thẳng vào cái nguyên âm, cái động từ nguyên âm đứng đằng trước nó. Thế và cái đuôi câu của nó sẽ có dạng là cosita. Thế còn khi kết hợp với a ơ yô thì nó sẽ có dạng là cosieo hoặc là chúng ta viết tắt và bỏ cái động từ y tà này đi, bỏ cái động từ y tà này đi thì nó sẽ có dạng là yeo, tức là nguyên âm ie đó, yeo. Thế nếu trong trường hợp kết hợp với một động từ hay tính từ là phụ âm thì nó sẽ có dạng là ư liên cật xì tà đó, tức là ư, cái ư này và cái liền nó sẽ kết hợp với nhau thành ư liên cật xì tà và ư liên liên cật xì yêu. Thế và đây cũng như vậy, ư cờ yêu đây chính là cái trường hợp rút gọn, là tức là bỏ cái động từ y tà này đi. Thế và viết rằng y yêu. Mời các bạn xem cái ví dụ của trường hợp này. 이번 주말에 계획이 있어요? 이번 주말에 계획이 있어요?
고향에 갈 거예요. 고향에 갈 거예요. 이주 두 개. 졸업하면 뭐 할 거예요? 졸업하면 뭐 할 거예요? 유학 갈 거예요. 유학 갈 거예요. 토요일에 서울에 있어요? 토요일에 서울에 있어요? 그때 제가 베트남에 갔을 거예요. 그때 제가 베트남에 갔을 거예요. 지금 그는 뭐해요? 지금 그는 뭐해요? 취직했을 거예요. 취직했을 거예요. Và mời các bạn xem nghĩa của những cái ví dụ này. 이번 주말, 주말에 vào cuối tuần này. 주말 là cuối tuần và 이번 cuối tuần này. 계획이 있어요. Các bạn có nhận ra đây là từ gì không nhỉ? Kế hoạch, nó rất giống với tiếng Việt của chúng ta. Kế hoạch. Cuối tuần này bạn có kế hoạch gì không? 계획이 있어요. 고향에 갈 거예요. 고향, 고향 là quê hương. Tôi sẽ đi về quê. Tôi sẽ về quê. Ví dụ thứ hai. 졸업하면. 졸업하다. 졸업하다 có nghĩa là tốt nghiệp. 졸업하면 뭐 할 거예요? Nếu mà tốt nghiệp xong thì bạn sẽ làm gì? Thì anh sẽ làm gì? 유학 갈 거예요. Tôi sẽ đi du học. 유학 là du học. 유학하다 là du học. Và tiếp theo. 토요일에 서울에 있어요. 토요일 là thứ bảy đúng không các bạn? Vào thứ bảy thì anh có ở Seoul không? 서울에 있어요. Có ở Seoul hay không? 그때 제가 베트남에 갔을 거예요. 베트남에 갔을 거예요. Các bạn thấy ở đây rất lạ là cái liền 거예요 này đó là biểu thị của tương lai đúng không các bạn? Đó là nói rằng tôi sẽ làm một cái việc gì đó. Thế nhưng ở đây trước nó lại là cặt, tức là quá khứ. Cái áp này chính là đuôi quá khứ. Ca tả và kết hợp với áp để nói quá khứ, tức là đã đi. Thế thì trong trường hợp này chúng ta phải hiểu như thế nào ạ? Đây là trường hợp nói trước một cái việc gì đã xảy ra. Thế nhưng cái việc và nói ở cái trạng thái mà cái việc đó đã xảy ra rồi. Thế tức là nếu mà dịch ra tiếng Việt thì là thứ bảy này anh có ở Seoul không? À, khi đó, cực tệ, khi đó thì tôi chê gà Vietnamê gặp sưng cười. Khi đó thì tôi đã đi về Việt Nam mất rồi. Khi đó thì tôi sẽ là tức là chỉ vào một cái hành động mà sẽ xảy ra. Thế nhưng khi cái hành động đã xảy ra rồi đó. Cực tệ chê gà Vietnamê gặp sưng cười. Tôi đã đi Việt Nam mất rồi. Cái ví dụ tiếp theo. 지금 그는 뭐해요? 지금 그는 뭐해요? 취직했을 거예요. Tương tự như cái trường hợp trên. Bây giờ thì anh ấy đang làm gì nhỉ? 지금 là bây giờ. 취직했을 거예요. 취직하다 có nghĩa là xin việc. Anh ta chắc là đã xin việc làm được rồi. 취직했을 거예요. Chúng ta chuyển sang một cái kết cấu cuối cùng của bài ngày hôm nay. Đó là mồ mô nâng tê và ư nhiên tê. Đây là cái liên từ liên kết trong câu, giữa hai cái vế câu ở trong một câu đó. Và nó có cái nghĩa tiếng Việt là nhưng hay là nhưng mà. Cái cấu trúc nâng tê và ư nhiên tê này thì nó sẽ được thêm vào sau thân động từ của cái mệnh đề trước để giải thích một cái tình huống hay là cái hoàn cảnh hay là một cái trạng thái của cái động từ trong mệnh đề sau. Và hoặc là khi muốn bổ sung một cái thông tin nào đó trong mệnh đề sau. Thân động từ hành động thì sẽ kết hợp với nhân đề. Thế và thân tính từ khiêng nhông ra là tính từ đó thì nó sẽ kết hợp với hoặc là nhìn tệ. Thế và trong cái trường hợp này thì nếu
nó kết thúc với một cái từ đằng sau là nguyên âm thì nó sẽ là nên tên. Thế và khi kết hợp với cả phụ âm thì nó sẽ là, xin lỗi các bạn, khi nó là nguyên âm thì nó sẽ kết hợp là nhiên tê, và khi nó là phụ âm thì nó sẽ kết hợp là ưng tê. Chúng ta sẽ dễ hiểu hơn nếu như là các cái ví dụ cụ thể như sau. Các bạn đọc cùng tôi nhé. Cứ chi bi ở tèo. Cứ chi bi ở tèo. Thà chồn tê. Chú biên ni chôm xích cơ đâu hòa hò. 다 좋은데 주변이 좀 시끄러워요. 한국어는 쉽죠? 한국어는 쉽죠? 발음이 쉬운데 문법이 어려워요. 발음이 쉬운데 문법이 어려워요. 오늘 모임에 갈 거예요? 오늘 모임에 갈 거예요. 시간이 없는데 갈 거예요. 갈게요. 시간이 없는데 갈게요. 뭐 해요? 뭐 해요? 공부하는데 피곤해서 그만할게요. 공부하는데 피곤해서 그만할게요. 저하고 놀러 갈래요? 저하고 놀러 갈래요? 가고 싶은데 시간이 안 돼요. 가고 싶은데 시간이 안 돼요. Các bạn xem ví dụ nhé. Cứ chi bị ở tèo. Cái nhà đó như thế nào? Tha trồn đề. Xin lỗi các bạn. 다 좋은데 주변이 좀 시끄러워요. Tất cả mọi thứ thì đều tốt, thế nhưng mà 주변 là xung quanh, 좀 시끄러워요. 시끄럽다. 시끄럽다 có nghĩa là ồn ào. Hay là 시끄럽다. Ồn ào. Tất cả thì đều tốt, thế nhưng mà xung quanh thì hơi ồn ào một chút. Ví dụ thứ hai. 한국어는 쉽죠. 한국어는 쉽죠. Tiếng Hàn Quốc rất là dễ đúng không? 발음이 쉬운데 문법이 어려워요. 발음 là phát âm. Phát âm thì dễ đấy, thế nhưng mà ngữ pháp thì lại rất là khó. 발음이 쉬운데 문법이 어려워요. Hay là ví dụ tiếp theo. 오늘 모임에 갈 거예요. 오늘 là hôm nay đúng không các bạn? 모임 là một cái buổi tập trung hay là một cái buổi hội họp gì đấy của nhóm hay của tổ hay là một nhóm bạn gì đấy chẳng hạn, thì người ta gọi là 모임. 오늘 모임에 갈 거예요. Ngày hôm nay cái buổi anh sẽ đi trong cái buổ� tập trung ngày hôm nay chứ. 시간이 없는데 갈게요. 시간이 없는데 tôi không có thời gian, thế nhưng mà tôi sẽ đi, tôi sẽ cố gắng để đi. 뭐 해요? Làm gì đấy? Mùa hè ó, công vụ hà nền tế, phí gồn hè dơ, cử màn hàn kể ó. Anh đang làm gì đấy? Công vụ hà nền tế, phí gồn hè dơ, cử màn hàn kể ó. Đang học thế nhưng mà vì mệt thì cho nên là tôi sẽ thôi không học nữa. Công vụ hà nền tế, đang học. Phí gồn hè dơ, là vì mệt. Phí gồn hà tà là mệt. Cử màn hàn kể ó, cử màn là khi mà thôi không làm cái việc gì đó thì là dùng từ kuman. Kuman hát kiểu thôi sẽ không học nữa. Ví dụ cuối cùng. Chờ hà cô nôn lơ cả léo. Chờ hà cô nôn lơ cả léo. Gà cô xịp phần đề, xí gà nì ăn đều. Gà cô xịp phần đề, xí gà nì ăn đều. Chờ hà cô nôn lơ cả léo là gì nhỉ? Bạn có đi chơi cùng với tôi không? Nôn lơ cả tà là đi chơi. Nôn lơ cả léo là đi chơi cùng với tôi nhé. 가고 싶은데 시간이 안 돼요. Tôi muốn đi. 가고 싶다 뭐뭐 하고 싶다 là muốn đi thế nhưng mà lại không có thời gian, nhưng mà thời gian thì lại không được. 시간이 안 돼요 tức là thời gian không cho phép.
Đây là một số những cái ví dụ để minh họa cho cái trường hợp cấu trúc của ngôn niên ư niên tê hay là nân tê. Thế và bài học ngày hôm nay các bạn đã được học khá nhiều các cái cấu trúc ngữ pháp cũng như là cái cách biến đổi, cái cách dùng vặt chim, phiệp và thi gật. Hẹn gặp lại các bạn trong buổi học ngày hôm sau. 수고하셨습니다. Đó là cái câu nói 수고 có nghĩa là vất vả, trong tiếng Hàn thì là vất vả. 수고. Thế nhưng mà đây là cái cách nói của người Hàn, nói để như coi như đây là một cái câu cảm ơn bạn đã sau trong một buổi học đã vất vả. Thì thường kết thúc buổi học hay là sau khi làm xong một cái việc gì đó thì người ta thường hay nói như vậy. 수고하셨습니다. 감사합니다. 다음에 봬요. 자, các bạn.